Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh huyện huyện Chư Mả vừa phối hợp với khoa huyết học truyền máu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tỉnh nguyện đợt 1 năm 2024 với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngày hội thu hút 450 chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động, người dân và các tình nguyện viên tham gia đăng ký hiến máu. Qua đó đã thu được 314 đơn vị máu đảm bảo an toàn, đạt 125,6% chỉ tiêu đề ra.